Miracle kính chúc quý đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, tháng 11 vừa qua, tiến sĩ Kevin Huy Lê, giám đốc kỹ thuật của Luraco, là một trong năm cựu sinh viên xuất sắc, trong đó có thống đốc tiểu bang Texas, đã được vinh danh tại Đại học The University of Texas at Arlington. Tiến sĩ Kevin Huy Lê cùng gia đình đến Mỹ vào năm 1995 theo diện HO. Dưới sự điều hành của tiến sĩ Kevin Huy Lê, Luraco đã đệ trình được 39 bằng phát minh Hoa Kỳ và quốc tế, trong đó có 19 bằng phát minh đã được công nhận và 15 bằng phát minh đang chờ xét duyệt. Đây là một niềm hãnh diện cho Luraco nói riêng và cho cộng đồng Việt Nam chúng ta nói chung.